có thích nhận quà không? À. Đen 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 đen. Bỏ luôn nha, con đấy thấy rồi. Nè. Tao nói mày rồi, anh em tao mày giống chuyện tứ bạn tao con mẹ nó mày đi. Nhớ. Mày tao. Tao bảo là cái con đến xinh ngon để tao. Mày lại đang tiên tiên số số bẩn bẩn nên mày đã làm được cái gì? Mày tán nó không? Tao mày con nào cũng yêu rồi thôi. Thế bây giờ mày tán nó mà không đổ phát thì tao đưa tao hút kiểu gì? Thì nó lại thấy tao không đổ trực tiếp. Mày điên, quan trọng là mày nó thấy hai người bạn bè nào đều đi hút nó không nhiều cũng không hả? Chó nhìn là mình nói chung bố. Chó. Anh Đăng này, anh Toại giận rồi, tính sao giờ? Đang tính quay video mà giận. Mới nói là nó có người yêu rồi chứ phải à? Yeah. Ừ. Nhưng mà anh biết là không giận lâu được đâu. Với lại là anh trước khi là có tính rồi. Thế anh tìm hiểu được cái app này này. App gì kìa này. Làm gái thế. Đấy. Cái app này là chỉ đưa anh lên cho Smile. Bây giờ nó giận quá, khả năng là tính này giờ lương lắm, bây giờ nó giận lắm, không chịu đâu. Mai cho vào cho giới thiệu cho cái app này những hai hàng quay khả năng lại hồi lại hiểu không? Xong rồi nó còn cho cái này còn cho Ngọc chơi được nữa, tại vì Ngọc bây giờ đang bị như thế đúng không? Ừ. Mai nó cho Ngọc chơi nữa này, app đi kìa này. À, đã, dạ. Đấy, này hay lắm. Chú à, cái này để mai anh quay cho xem. Bây giờ nó đang giận nên khả năng là con kia ngủ đã, mai đi tiếp nhá. Rồi nhá, chào mọi người quay video này là mình đi xem. Mình giới thiệu người này. Ta. Dậy. Cái này hay lắm này. Mình nghĩ này là cho Song Ngọc chơi được. Có cái này hay, ứng dụng này này. À, tầm này nó biết cái gì không? Nó chơi được. Nó này chỉ thích cái đồ gì kiểu trẻ con thôi. Ừ, cái này giống trẻ con luôn. Hay cực. Cái gì nó trẻ con? App Like này. Thấy không? Lướt xem video các kiểu luôn này. Có thể cũng khỏe. Này, mình sử dụng thử này nha. Đấy. Ủa? Đây này. Ủa? Yeah. Yes. Nhìn ngạo đẹp nhỉ. Đấy, thế hay. Sao bên ngoài mình nhìn mình xấu rồi, sao bên trong nhìn nó đẹp nhỉ? À, cho xem lại, để xem xong. Rồi, xem lại. Biết. Đấy, giơ tay để phát làm biến hình luôn. À, kiểu đó. Mình cứ giơ tay đúng đấy phát làm biến hình luôn. Các kiểu luôn. Ôi, cảm giác nhiều mình đã có phép thật nhỉ. Nói chung là ở đây có nhiều ấy nữa. Ờ, đúng cái này, đúng công nhận là bọn trẻ con là thích chơi cái này. Nói chung là còn nhiều, còn là hiệu ứng lắm các kiểu luôn. Và cái hiệu ứng này mình thấy hay này, hiệu ứng với tới bạn nào cái đấy nhỏ nhất. Nhiều, nói chung là nhiều cái hay lắm. Cái một này nữa này. Đấy, dưới cái này nữa nhá. Đấy nhỉ. Đưa tay ạ. Đưa tay làm cái gì? Ủa, biến hình. Đưa tay biến hình nhỉ. Cái này khỏi biến hình nhỉ. Thế như cái này khỏi biến hình rồi. Cái hiệu ứng này hiệu ứng trắng rồi. Nói chung là nhiều hiệu ứng lắm, bạn về bạn cho Ngọc chơi hiểu không? Đi về từ lúc dậy bạn thôi, về đủ kiểu bạn cho Ngọc chơi hết hiểu không? Đấy, còn cái này còn được livestream tặng đậu nữa. Ui, livestream tặng đậu, ra tiền luôn đây. Ra tiền luôn, livestream tặng đậu đây. Này các kiểu luôn đấy. Ui, vừa bên quay được vừa livestream được. Ờ, bên này một lượt video ngắn các kiểu luôn, livestream được đủ tiền. Không hay nhỉ? Thân Ngọc chơi hợp lý quá gì nữa. Ôi, tôi thích quá về cho người chơi nghe, chơi. Cho Ngọc vừa chơi vừa làm cho tiền mình. Đúng rồi. Áp tên gì, áp tên gì? Đây, áp tên Like này. Nói chung là mình cũng có để link ở dưới mô tả cho bạn. Rồi, quay video này giới thiệu luôn cho các bạn để bài tải về cùng mình để chơi cùng, cái này hay lắm bạn. À. Vừa livestream được lại còn vừa có thể quay video ngắn hài hước ở trên đưa được nhá. Còn được tặng đậu kiếm thật tiền nữa cơ. Đấy. Bây giờ thì mình sẽ để link bên dưới, còn bây giờ về trong Ngọc chơi các bạn ạ. Bây giờ mang về Ngọc chơi. Hello. Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại cả clip tiếp theo của mình nhá. Đấy thì mọi người ạ. Mấy cái này anh em xem clip anh em cũng biết rồi. Thật sự bây giờ nhìn trên người mình nói chung là toàn là sẹo. Không biết nguyên nhân ở đâu ra ở đấy đúng không? Này, sẹo tay thì tay chỉ có hai vết sẹo thôi, nhưng mà bây giờ xước hết này, xong lại đây này, lại trong người này, lại chân này, chân tay này. Nói chung là cái thời gian này là hầu như là mình bị khủng hoảng về thể xác anh em ạ. Đau về thể xác, nó kèm theo là đau cả về tinh thần nữa anh em ạ. Vì cái người mà mình thương yêu nhất mà nó đánh mình, nó gây cho mình nhiều tổn thương này, thật sự là rất là buồn anh em ạ. Đấy. Thì cũng có rất nhiều bạn là mình cũng ngay cả mình và rất nhiều bạn cũng đã xem clip và các bạn cũng thấy được cái cảm giác giống như mình và cái suy nghĩ giống mình. Và nghĩa là cái tính cách của Ngọc hiện tại bây giờ là hiện tại là vẫn là đánh người, nhưng mà nó có một chút gì nó thuộc dạng nó là con nít. Đấy, thì mình mới liên tưởng ra nghĩ là bây giờ cái con người của Ngọc thì một là có thể là
ma trẻ con nó theo anh em ạ, nên là vì bảo là trước ở cái khu bên nhà hoang ấy, là có cái giếng đấy là trước là có mấy đứa trẻ con là hay lôi nghịch đấy rồi ngã giếng mất đấy, đấy hồi bé đấy là hồi xưa lâu lắm rồi đấy, thì mình mới bảo nghĩ là có thể là đấy là người mà nhập vào ngọc anh em ạ. Mình bảo là không biết là trẻ con nam hay nữ nhưng mà mình chỉ biết nó là trẻ con thôi, thì bây giờ trong nhà mình ấy, mình đưa cho bất cứ cái gì son phấn hay gì đồ bánh kẹo là nó không, bánh kẹo thì nó đập đi kiểu là nó không thích mấy anh em ạ. Còn nên là mình mới suy nghĩ là lại là nếu mà nó là đứa trẻ con ấy, thì mình sẽ quyết định ngày hôm nay sẽ ra mình mua cho mấy cái đồ chơi trẻ con. Còn không biết là nên mua đồ chơi gì nam hay nữ nên là mình cũng phải ra xem cái gì hợp mình mua anh em nhé. Đấy, ngay bây giờ mình sẽ ra mình mua rồi về mình sẽ quyết định mình quay cho anh em xem sau. Ok, em nghĩ hôm nay nó là nó kia thấy nó giống trẻ con thì nên mua, nhưng mà trẻ con không biết con trai con gái, bây giờ nên mua đồ chơi con trai đồ chơi con gái nhỉ. Từ trước lúc em ấy nói là em thấy nó sẽ dùng cái nào nào ngày xưa nên phòng nắm búp bê lắm à, thì em bảo nếu con gái thì chén là phải nắm búp bê rồi, nhưng mà cái quan trọng là bây giờ ấy là nó là cái đứa trong nó là búp là trai gái, trai gái quan trọng quan trọng anh là em mua cái nào mà nó giống cái mà ngày xưa nó hay chơi ấy. Đấy, cái này cái gì đấy, sinh nhân thì thôi bê trong chúa chọn thêm một mẫu búp bê đi. Cái loại là ngày xưa à, mày đi về xuống nhà nhiều xem nó hay dùng cái loại nào, nó có cái loại nào. Hôm nay chắc chỉ công chúa thôi. Công chúa nào mà nó loại này loại này kìa. Cái này bê luôn. Bê đó. Ờ. Lại đắt tiền hơn nữa chứ, nhưng mà nó cũng có búp bê, nó không có gì nữa. Thôi xem con này nó còn có quần áo cái kiểu này. Ừ, con này có búp bê thôi, có búp bê thôi đúng không? Cái lơ tóc con này thì nhiều hơn này. Ừ, nó phụ biệt hơn rất rất lớn đến mình xem nó được kìa con. Con bé có nhà cửa ở đây rất nhiều giường ngủ ấy kìa. Bắt đầu mua này nhá. Đấy, xem cái nào mà tương đương với cả những cái loại ngày xưa nó hay dùng ấy. 300 nghìn. Nghe 300 nghìn đồng phê thôi. 300 nghìn không quan trọng, quan trọng là cái loại nào mà nó thích để ví dụ em cho nó xem đúng không? Rồi nhớ lại cái kỷ niệm của nó, tự nhiên cái trí nhớ của nó nhớ ra, đấy, nó như thế. Rồi mua cho bộ này nhá. Đấy, cái bộ nào em cảm thấy nó tương đương cái loại ngày xưa nó hay dùng ấy. Thì anh cầm này để em xem mấy cái bây giờ muốn nó nhớ lại thì phải làm những cái đồ nào mà nó kiểu là ngày xưa mà nó hay dùng đấy, bây giờ nó nhìn kia nó nhớ lại đấy. Ngoài kia nhìn siêu xe chất lắm mọi người. Xe điều khiển đấy chất luôn. Anh sợ mình mua cái này để cho mày chơi đó, để cho nó chơi. Cái này đẹp hơn tiền đấy. Anh nhìn này, cửa nó mở được rồi. Nhưng mày mua mình để đâu? Nhiều siêu xe ấy nhỉ. Mình nghĩ cái này là mình thích chứ mày nó thích rồi. Chứ gì ấy. Khả năng cái này về nó sẽ cao này. Phần kia, gái kia là cái gì? Kia là cái gì? Con khủng long vậy? Khủng long. Chị ơi, con khủng long kia là cái gì chị ơi? Chắc cũng khủng long máy à. Con khủng long kia là nó chơi như nào? Con kia. Màu trắng. Bin. Chạy bin cho trẻ con à? Thế thôi mình lấy cái này thôi. Thôi, ra cái tính tiền thôi. Để cho bộ này đi cả một trường được cái bỏ qua này cho em Ngọc ấy. À, giới thiệu mọi người này. Mọi người ơi, ai cũng đã từng là một bầu trời kỷ niệm. Đây là một bầu trời kỷ niệm với anh em mình ấy. Doraemon. Thế luôn, trước mình cứ mỗi lần vào bưu điện mình cứ giả vờ mua chuyện là mình ngồi mình đọc. Mình nói chuyện Doraemon mình đọc hết rồi anh ạ. Đó, kỷ niệm rồi. Kỷ niệm của anh là Dũng sĩ Hanma. Dũng sĩ Hanma của anh ngày xưa đâu. Và cái xưa có cái gì? Cháu hết rồi anh ạ. Cái này xinh hơn. Cái này như đeo lên không ngồi đâu. À, cái này đẹp à? Đẹp con chó. Người ở lại hạnh phúc bên ai rồi?
cầm cái quả búp bê đi dọc đường anh em cứ bảo mình bị ái anh em ạ. Thôi nhưng mà không sao anh em. Đấy, bảo bị ái và đi mình muốn cuộn được. Mình mà đi ba múa thì thôi nó gọi là thôi rồi anh em ạ. Đấy, vì đây là con búp bê mình có mua anh em ạ, thì bây giờ mình sẽ cầm về mình xem mà Ngọc có thích không anh em nhé. Đi. À, đã thấy ngồi kia không? Giống giống trước rồi. Chứ mình xem cảm xúc như vậy. Ôi, ngồi vậy như thế. Em yêu hỡi, anh yêu em cần em. Anh luôn cần trái tim em kề bên. Em biết không em ơi, anh đã xa em rồi. Để trái tim anh không thể bắn giá. Cha. Ui à. Ê, ngồi. Muốn ăn gì lớp à? Ngồi. Bây giờ em có thể là bỏ cái ánh mắt đấy đi được không? Ôi, thôi, đừng gừ, không gừ. Bê ngồi đây anh cho cái này. Gà, em gà không? Thích đồ chơi không? Thích đồ chơi ngồi đây. Ngồi lên, nghĩ cái gì đấy? Ví của Diễm nghĩ kêu tí mất thẻ mất tiền của nó mới kinh nhá. Ngồi lên. Đó. Anh có quà cho em, thích không? Có thích nhận quà không? À, có thích nhận quà không? À. Đen 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 đen. Búp bê này là xinh đẹp. Búp bê. Tâm quà tặng ngài đấy. Cứ gì gà quà đẹp đây. Nha. À nha. Búp bê này là xinh đẹp. Búp bê là chào mi ó. Yeah. Ôi trời. Đây búp bê. Bóc đi. Hui. Có biết bóc không? Búp bê không? Hả? Đây để anh bóc búp bê cho chơi nhá. À, cái này nó không đẹp bằng cái này đâu. Anh cho em xem cái này nhá. Ngồi đây anh cho em xem này hay lắm. Đó, búp bê đã đẹp rồi đúng không? Nhưng mà anh có cái này hay hơn nhỉ? Không ăn được đâu, cái này không phải đồ ăn, cái này đồ chơi. Nào, này anh có ứng dụng này hay lắm. Nào, đó. Sao nhìn vào đây. Nhìn đẹp luôn, nhìn này, xinh gái luôn này, nhìn này. Ở đâu không, đây mà, nhìn này, thì ông nhắm, dựa này. À. Ái xa. Đẹp không? Ừ. Chất không? Đó, nó có hiệu ứng này nữa. Ái xa. Hay không, biến hình đẹp không? Thích không, hiệu ứng này không? Nè, nó có nhiều hiệu ứng đáng yêu lắm nhỉ. Đến nè. Đó. Xinh gái chưa? Đây, vào tay xinh xinh gái không? Đó, xinh không? Thích không? Gần. Đó, sao gần, thích không? Đấy, xinh gái không? Cũng chúa không đây. Đó. Đấy, nói chung là nhiều hiệu ứng hay lắm. Có thích cái này thì tí vào chơi nhá. Tí vào chơi này sau. Bây giờ chơi cái này. Mới tặng cho bà nhà búp bê này. Mắc nhá. Hả? Có thích không? Chị có thích không? Mùa ngủ à? Hả? Ê, bóc vào trời, bóc vào đi giày đi buốt vào lắm nhá. Em bóc vào xem nào. Bóc vào lối lao gì à? Biết lối bóc luôn thì phá tan hộp luôn. Ồ, lông chân không phải nghỉ đâu. Lông chân để thể hiện độ men nì của mình. Ây à. Phá luôn. Má Diễm ơi! Không biết bóc. Thích không? Không thích à? Thế thích chơi cái hiệu ứng vừa nãy gì? Thế thích chơi hiệu ứng vừa nãy hơn đúng không? Hả? Thích chơi hiệu ứng vừa nãy hơn đúng không? Thích chơi cái này không? Hả? Thích chơi cái ly ke vừa nãy không? Chơi đấy nhá. À, thích cái này hơn đúng không? Nhá, thích cái hiệu ứng này nhá.
Ờ, thế chơi chơi, cầm lên chơi. Cầm chơi nhá. Đó, đúng rồi, đấy, nghỉ đi. Rồi. Đấy, cứ ngồi nghịch nhá. Bù mái nhá mày. Tưởng ông thích búp bê, nó không thích búp bê, nó lại thích cái kia anh ạ. Đấy, ngồi tự sớm rồi. Ôi trời. Thôi, nói chung là ông thích cái gì là được rồi anh em ạ. Đấy, tôi cái này chắc lại phải cầm đi cho em của Diễm Xu ấy. Cho em gái Diễm Xu anh em ạ. Rồi, ok anh em nhá, có gì mình quay xe sau. Bye bye anh em nhá.